Nhiều năm nay, kể từ khi phát hiện bản thân mắc bệnh hở van tim hai lá, mỗi ngày của anh Lê Hữu Duyên đều gắn liền với thuốc. Căn bệnh khiến anh không thể lao động nặng, không thể gắng sức làm việc gì. Người đàn ông từng là trụ cột kinh tế của gia đình giờ chỉ có thể quẩn quanh với mấy việc lặt vặt trong nhà. Vợ anh Duyên, chị Nguyễn Thị Diệu, thay anh gánh vác cuộc mưu sinh. Nhưng công việc của chị cũng chỉ được thuê mướn theo thời vụ. Vô vụ lúa thì còn làm được xuyên suốt hơn tháng ròng. Thời gian còn lại trong năm thì một tháng có chừng 7 ngày có việc làm. Gần đây, gia đình anh Duyên được chính quyền địa phương hỗ trợ vay vốn nuôi bò. Đây là tài sản có giá trị nhất trong nhà, cũng được vợ chồng anh xem là của để dành nuôi các con ăn học. Hai vợ chồng có hai đứa con gái. Con gái lớn đang học lớp 12, con gái út học lớp 3. Bao nhiêu hy vọng anh chị đều đặt hết vào các con, bởi cuộc đời đã nhiều cơ cực vì ít chữ, đã thấm nỗi buồn tuổi của phận nghèo, nên anh chị luôn mong con mình sống an nhàn, sung sướng hơn mẹ cha. Chị thấy chị không có học hành gì hết trơn, chị có lớp 2, lớp 3 là chị nghỉ rồi. Nên chữ nghĩa có biết gì đâu, đi ký giấy để mà lấy thuốc uống thôi, mà ba còn nặng nhẹ nữa, nên chị muốn cho con đi học, đi mai mốt nó lo được bản thân nó, thì cũng giống mình nữa, mình đã khổ cực rồi. Lê Kim Ngọc, con gái đầu lòng của vợ chồng anh Duyên, đang học lớp 12C2 ở trường Trung học Phổ thông Lịch Hội Thượng Quyền Trần Đề. Nhiều năm liền, Ngọc là học sinh lớp chọn, thành tích học tập nổi trội. Thầy cô chưa từng phải phàn nàn gì về chuyện học của em. Ngoài việc học, Ngọc tham gia tích cực các phong trào và luôn được bạn bè yêu quý. Ở cô gái này có một nguồn năng lượng tích cực và tinh thần cầu tiến, luôn hướng về tương lai với cái nhìn đầy lạc quan. Đối với em Ngọc thì trong lớp thì em là một học sinh rất là gương mẫu trong việc thực hiện tốt cái nội quy của trường lớp. Em cũng là một những là học sinh có thành tích học tập tốt và được thầy cô bạn bè quý mến. Em Ngọc cũng là một cái tấm gương là vượt khó học giỏi, tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng mà em vẫn học tốt và kết quả là học tập học kỳ 1 thì em xếp loại giỏi. Về việc thực hiện các phong trào trường thì em cũng rất là năng nổ, tích cực trong các hoạt động của phong trào. Năm nay là cái năm rất là quan trọng và thời điểm này thì các em đã đang rất là nỗ lực cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Cái sự chuẩn bị của Ngọc tới thời điểm này thì được như thế nào rồi? Và mình có điều gì mình còn băn khoăn hay là mình còn lo lắng về cái con đường học tập phía trước không? Em thì cũng chuẩn bị đầy đủ, cũng gần đủ những kiến thức cho mình để cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Về riêng cái khối em chọn thì cũng nằm trong khối xã hội cho nên cũng tương đối dễ. Nó cũng nằm trong cái ưu điểm của em. Về cái băn khoăn thì em còn lo về sau này phải xa nhà rồi học phí. Cho nên là em cũng đang phân vân về trường như thế nào để phù hợp với điều kiện gia đình mình. Gia đình mình do cái tính chất công việc của ba mẹ thì chắc là cũng đã từng một vài lần phải di chuyển cái chỗ ở. Những cái lần đó thì có cái bao giờ cái ấn tượng của em đặc biệt sâu sắc về những cái lần di chuyển chỗ ở đó, về những cái khó khăn mà gia đình mình đã gặp phải. Cái để lại cho em tới bây giờ mà em cũng không bao giờ quên đó là cái năm mà mẹ mang bầu em của em. Năm đó là ba người cùng đi sình ra một cái ao vuông rất là xa để ở trong một cái chòi, tối đó mưa thì lớn lắm. Ngủ, mẹ nhường em chỗ khô để ngủ. Mẹ thì lúc đó mang bầu nữa, ngủ chỗ ướt, cha thì phải ở ngoài ngủ võng để canh ao. Từ những cái khó nhọc của ba mẹ em cảm nhận được đó, nó có tác động như thế nào tới em? Nó làm em như có động lực để tích cực hơn. Lúc trước thì em bị stress, bị áp lực. Nhưng mà bây giờ thì từ khi thấy cha mẹ nói như vậy, rồi sự cố gắng của cha mẹ cũng làm em phần nào có thêm động lực để tiếp tục cái con đường học của mình. Em dự định là mình sẽ tiếp tục cái việc học ở bậc đại học. Và mình cũng băn khoăn với cái điều kiện kinh tế gia đình thì sẽ gặp nhiều cái khó khăn khi mà có thể là đi học tiếp. Vậy thì mình đã có những cái dự định ra sao cho việc học sắp tới này của mình chưa? Lên đại học thì em tính là
cha mẹ chỉ lo chi phí cho con 1-2 tháng đầu thôi. Vừa qua tháng thứ 3 thì con sẽ đi kiếm việc làm, bắt đầu tự lo, tự lập, tự sống ổn định cho bản thân. Rồi sau này thì trong 4 năm nữa thì nếu mà em ra trường có việc làm thì em sẽ báo hiếu lại cho cha mẹ. Mình chưa từng đi làm thêm bao giờ hết, nhưng mà mình có một cái sự tự tin là mình có thể tìm việc làm để mình có thể tự lo phần nào chi phí ở bậc đại học. Từ đâu em có được cái tự tin đó? Ở nhà thì em cũng phụ ba mẹ, bởi vì em cũng nghĩ là mình sẽ làm được. Dù nó có khó khăn một chút nhưng mà mình cố gắng thì tất nhiên sẽ qua. Mình đã có rất là nhiều cái cố gắng trong suốt thời gian qua, và mình đã đặt ra được cái kế hoạch, cái dự định sắp tới như thế nào, mình sẽ đi cái con đường ra sao. Hy vọng là tất cả những cái sự chuẩn bị đó thì nó sẽ giúp cho em có thể thực hiện được mơ của em. Được cha mẹ yêu thương bảo bọc, Ngọc không phải nếm trải khó nhọc mưu sinh, nhưng không vì thế mà em thờ ơ trước những vất vả của mẹ cha. Những cơn nhức mỏi của mẹ vì lao động nặng nhọc, những lần phải tới lui bệnh viện thường xuyên của cha, những trăn trở áo cơm mà mẹ cha cố giấu, tất cả những điều đó hun đúc nơi cô học trò này quyết tâm tìm một hướng đi tươi sáng hơn cho mình, cho gia đình mình. Và Ngọc tin học chính là lựa chọn đúng đắn, soi sáng cho bước đường tương lai. Em biết rằng tiếp tục chuyện học sẽ là một hành trình đầy gian nan, nhưng thay vì từ bỏ, em chọn cố gắng. Thay vì sợ hãi, em chọn tin tưởng. Tin vào chính mình, tin vào con đường mình chọn. Tin rằng những nỗ lực hôm nay nhất định sẽ mang đến thành quả ngọt ngào. Hôm nay chương trình Tiếp bước đến trường trở lại với trường Trung học Phổ thông Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề để trao suất học bổng cho em Lê Kim Ngọc, là một học sinh của nhà trường. Sau đây thì xin mời đại diện trường sẽ trao suất học bổng này. Xin mời thầy ạ. Nhà trường rất trân trọng và cảm ơn Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã phát thanh từ truyền hình tỉnh Sóc Trăng, đã có những suất học bổng rất thiết thực, rất ý nghĩa để giúp cho những em học sinh nghèo vượt khó vươn lên. Còn đối với em Lê Kim Ngọc thì thầy hy vọng với suất học bổng này sẽ là nguồn động lực rất lớn để cho em có thêm sức mạnh, có thêm điều kiện để vượt qua những khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt và thành công trên những cái bước đường sắp tới. Đồng hành với chương trình về phía hội khuyến học nhà trường, tập thể lớp cũng như là giáo viên chủ nhiệm cũng có những phần quà dành tặng cho Kim Ngọc. Dạ, xin mời thầy ạ. Thay mặt cho hội khuyến học của trường thì cũng có một phần quà gửi cho em. Thì thầy xin chúc em luôn học tốt và sẽ thực hiện được những cái ước mơ trong thời gian sắp tới. Thầy cũng có một phần quà nho nhỏ thì gửi đến em, chúc em đạt được cái kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và đỗ vào cái trường đại học. Em xin đại diện lớp tặng cho bạn một món quà nho nhỏ, hy vọng là giúp bạn có thể hoàn thành được ước mơ của bạn. Đây là phần quà của Hội khuyến học tỉnh và chúc cho Ngọc sẽ đạt thành tích thật là tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, cũng như là thực hiện ước mơ của mình. Em xin gửi lời cảm ơn tới Hội khuyến học tỉnh cùng thầy cô và bạn bè đã giúp đỡ cho em có suất học bổng như này. Em xin hứa là sẽ dùng suất học bổng này để thực hiện ước mơ của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Chương trình Tiếp bước đến trường kỳ này cũng khép lại tại đây. Xin được gửi lời cảm ơn đến Hội khuyến học tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Sóc Trăng là đơn vị đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua. Cảm ơn trường Trung học Phổ thông Lịch Hội Thượng đã cùng với chúng tôi tiếp sức cho em Lê Kim Ngọc trên con đường học vấn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào 18 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần trên kênh STV1. Quý vị có thể xem lại trên trang web thst.vn. Chi tiết liên lạc về chương trình xin mời gửi về chương trình Tiếp bước đến trường, Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng, số 132 đường Trần Văn Bảy, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.